những cầu thủ xứng đáng nhất bước lên với vinh hoàng và cầm chiếc cúp cũng như chấp tay lên đường của Hà Nội đã chuẩn bị. Và xin chúc tất cả đội bóng ta sẽ có một buổi chiều thành công. Một lần nữa xin mời tất cả quý khán giả hãy dành cho những cầu thủ ta một tràng vào vỗ tay thật lớn để đón tiếp họ trong buổi chiều ngày hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trận đấu giữa hai đội bóng Quahaco và Sacombank Đà Nẵng. Thưa các bạn, họ đã có 7 điểm. Cú sút từ rất xa. Vẫn là những tình huống lên bóng ở hai biên. Cú sút xa. Và một pha dứt điểm từ xa nữa của các cầu thủ áo cam. Rất nguy hiểm. Đường truyền của Lê Tuấn rất hay, vẫn là Lê Tuấn, cơ hội không vào, là người thực hiện quả đá phạt đền cho các cầu thủ Quahaco, rất căng thẳng, vào, tỷ số được mở cho Sacombank, xin lỗi các bạn, tỷ số được mở cho Quahaco. Thế trận phòng ngự của Sacombank Đà Nẵng cuối cùng cũng đã bị chọc thủng bằng một quả đá phạt đền. Rất nguy hiểm. Văn Tuấn, đường truyền của Văn Tuấn. Cơ hội. Không dứt điểm. Trung Nhóc dứt điểm. Dứt điểm ngay. Cú đá rất căng của Lê Tuấn. Đó là tình huống tấn công của Sacombank Đà Nẵng. Cơ hội dành cho Quahaco. Không vào. Được dành cho Quahaco. Không vào. Đánh đầu không vào. Văn Mẹo sẽ là người thực hiện. Không vào. Cú đá quá cao. Rất nguy hiểm. Không vào. Mở sang trái cho Trung Nhóc. Khá nguy hiểm. Nỗ lực dứt điểm của Trung Nhóc. Đưa bóng vào. Không được. Không có lối. Trọng tài xác định không có lối của cầu thủ bên phía Quahaco. Phạt góc dành cho các cầu thủ áo xanh và như vậy hết giờ, trọng tài đã nổi còi kết thúc trận đấu. Tỷ số cuối cùng là 1-0 nghiêng về phía Quahaco. Rất căng thẳng.